Đầu tiên là hướng dẫn anh chị về cách lập tờ khai thuế giá trị gia tăng cũng như là cách anh chị thực hiện khấu trừ thuế. Ở đây thì khi mà các anh chị áp dụng phương pháp tính thuế là khấu trừ thì anh chị sẽ lập tờ khai thuế giá trị gia tăng khấu trừ trên phần mềm. Dạ, thì các anh chị cũng thấy là trên tờ khai thuế khi mà các anh chị kê khai thì mình sẽ ghi nhận các cái hóa đơn đầu ra và đầu vào phát sinh ở trong kỳ đúng không ạ? Thế thì như vậy các anh chị mình sẽ cần phải đảm bảo giúp em là mình đã ghi nhận đầy đủ các hóa đơn đầu ra và đầu vào ở trên dữ liệu. Thì đối với hóa đơn đầu vào khi mà các anh chị nhận được thì mình phải thực hiện ở trên chứng từ mua hàng, chứng từ mua dịch vụ hoặc cũng có thể là anh chị làm ở trên phiếu chi, ủy nhiệm chi hoặc chứng từ vụ khác. Dạ, thì khi mà các anh chị lập chứng từ để mà ghi nhận hóa đơn đầu vào ấy, anh chị điền đầy đủ các thông tin ở trên chứng từ trên hóa đơn giúp em. Và điều kiện để hóa đơn có thể lên được bảng kê mua vào đó là phải có thông tin của số hóa đơn, ngày hóa đơn và nhóm hàng hóa dịch vụ ở trên chứng từ. Các anh chị phải chọn tới nhóm số 1 hoặc nhóm số 2 nhé. Thì về cái phần nhóm hàng hóa dịch vụ này á, khi mà các anh chị chọn nhóm khác không phải là nhóm 1, nhóm 2 thì sẽ không lên được tờ khai thuế giá trị gia tăng khấu trừ. Dạ, thì với nhóm số 3 ở đây là khi mà các anh chị muốn lên số liệu được ở cái tờ khai cho dự án đầu tư thì mình chọn nhóm số 3 này. Còn nhóm số 4 là dành cho những hàng hóa dịch vụ không đủ điều kiện để khấu trừ. Còn nhóm số 5 là hàng hóa dịch vụ mà không phải tổng hợp lên tờ khai thuế. Đó, thì nếu mà chọn những cái nhóm này không phải là nhóm 1 và nhóm 2 thì hóa đơn sẽ không lên tờ khai thuế cho các anh chị được, không lên bảng kê mua vào ạ. Dạ, còn đối với hóa đơn đầu ra ấy, thì khi mà các anh chị phát hành, anh chị mà có sử dụng phần mềm của Misa hay là có thể là anh chị đang theo dõi, anh chị đang phát hành hóa đơn bên ngoài nhưng mà mình có lập chứng từ ghi nhận ở trên phần mềm thì các anh chị cũng đảm bảo giúp em là trên chứng từ bán hàng khi mà các anh chị ghi nhận thì những hóa đơn đầu ra của mình phải có đủ thông tin của số hóa đơn, ngày hóa đơn và thuế suất giá trị gia tăng. Với phần thuế suất này thì cũng rất là quan trọng các anh chị nhé. Khi mà mình bán hàng hóa hay là mình cung cấp dịch vụ thì sẽ phải có lựa chọn thuế suất tương ứng ở đây. Dạ, nếu như mà 0%, không chịu thuế hay là không kê khai nộp thuế, những trường hợp đó không được để trống nhé. Mình phải chọn cái thuế suất tương ứng ạ. Dạ vâng, thế thì em sẽ nhắc lại về cái phần này. Đối với hóa đơn đầu vào thì các anh chị có thể làm ở trên chứng từ mua hàng, chứng từ mua dịch vụ, phiếu chi, ủy nhiệm chi hoặc chứng từ nghiệp vụ khác. Nhưng mà em khuyến khích mình là để mà thuận tiện nhất ấy, cũng như là nếu như mà khi mà các anh chị ghi nhận những cái hóa đơn đầu vào 8% ấy, để mà tiện cho việc kê khai lên trên phụ lục giảm thuế ấy, thì các anh chị mình nên thực hiện trên chứng từ mua dịch vụ hoặc là chứng từ mua hàng. Và các cái thông tin mà các anh chị cần bắt buộc phải có để lên được bảng kê mua vào đó là số hóa đơn, ngày hóa đơn và nhóm hàng hóa dịch vụ mua vào, chọn nhóm 1 hoặc nhóm 2. Rồi, thứ hai là về bán hàng. Khi mà các anh chị ghi nhận các hóa đơn đầu ra thì cần thực hiện ở trên chứng từ bán hàng hoặc là vào giao diện xuất hóa đơn để các anh chị ghi nhận. Dạ thì cũng phải đảm bảo giúp em là hóa đơn của mình sẽ phải có đủ thông tin của số hóa đơn, ngày hóa đơn và thuế suất để giá trị gia tăng. Rồi, thế thì khi mà đã nắm được các cái điều kiện đó rồi, cũng như là các anh chị đã ghi nhận đủ các hóa đơn đầu ra đầu vào ở trên dữ liệu, thì bây giờ mình sẽ lập tờ khai thuế bằng cách là các anh chị vào phân hệ thuế, các anh chị nhấn thêm và mình sẽ chọn tới tờ khai thuế giá trị gia tăng khấu trừ theo thông tư 80. Dạ, như ở đây thì em nếu mà em chọn khai theo quý thì em sẽ nhấn vào bên phần này. Thì các anh chị cũng biết là hôm nay là ngày cuối cùng để các anh chị kê khai thuế giá trị tăng cho quý 3 năm 2024 đúng không ạ? Thì khi mà anh chị lập tờ khai thuế trên phần mềm Misa ấy, các anh chị mình sẽ tích chọn kèm với phụ lục là bảng kê mua vào và bảng kê bán ra. Đồng thời nếu trong kỳ các anh chị có hóa đơn đầu ra xuất giảm thuế 8%
Thì các anh chị mình cũng tích chọn vào phụ lục giảm thuế ở đây ạ. Thì với hai cái bảng kê mua và bán ra này ấy, để phục vụ cho các anh chị dễ dàng kiểm tra xem là những hóa đơn đầu ra đầu vào của mình có được kê khai đầy đủ lên trên tờ khai thuế hay không. Còn cái lúc mà anh chị kết xuất tờ khai ra mình nộp cơ quan thuế thì không cần phải kèm với hai cái bảng kê mua và bán ra này các anh chị nha. Dạ. Thì khi mà các anh chị lên tờ khai á, anh chị chờ em một xíu. Các anh chị lên tờ khai thì mình sẽ nhìn được các cái thông tin ở trên các bảng kê mà các anh chị đính kèm cùng với tờ khai. Các anh chị nhấn qua bên bảng kê bán ra để xem là hóa đơn đầu ra có được lấy đầy đủ hay không. Đó, bên bảng kê mua vào xem là hóa đơn đầu vào có lấy đủ chưa. Rồi và nếu như trường hợp các anh chị mình muốn kiểm tra xem là có hóa đơn nào mà chưa đủ điều kiện để kê lên trên bảng kê mua và bán ra ấy, thì ở phía dưới bảng kê các anh chị lăn chuột xuống sẽ có mục để mà các anh chị nhấn vào xem chi tiết. Đó, xem là nếu như mà có những hóa đơn bị thiếu những thông tin gì thì sẽ không lên được bảng kê. Để mình xem những thông tin đó mà các anh chị cần bổ sung hay là chỉnh sửa lại thì các anh chị có thể nhấn trực tiếp vào chứng từ để mình chỉnh sửa. Đúng không ạ? Rồi, thế thì chia sẻ một chút với các anh chị về cái chỗ phụ lục này. Tại vì là các anh chị mình cũng đang quan tâm khá là nhiều về cái phụ lục 442. Các anh chị nào mà đang kê khai thuế theo quý thì bây giờ mình mới bắt đầu làm. Đúng không ạ? Mình mới bắt đầu làm cái phụ lục giảm thuế theo nghị quyết 142 này. Thì như ở đây các anh chị thấy là vào ngày 30 tháng 6 2024 thì chính phủ đã ban hành nghị định 72/2024 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết 142/2024. Và quy định này thì sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 2024 ạ. Thì đây chính là chính sách sẽ áp dụng giảm thuế cho 6 tháng cuối năm 2024. Thì đối với phần mềm MISA SME khi mà các anh chị sử dụng thì từ phiên bản MISA SME 2023 R25 trở đi thì mới đáp ứng phụ lục giảm thuế theo nghị quyết 142 này. Vâng, thế nên là khi mà các anh chị sử dụng phần mềm á, anh chị muốn nâng cấp lên những cái phiên bản mới để mà đáp ứng được các cái quy định mới nhất thì các anh chị kiểm tra giúp em xem là mình còn hạn để mình nâng cấp lên hay không. Đó, thì anh chị vào trợ giúp này, nhấn vào đăng ký giấy phép sử dụng. Dạ, và mình sẽ nhìn cái thời hạn sử dụng ở đây giúp em. Nếu vẫn còn hạn thì các anh chị có thể nhấn vào trợ giúp và tự động cập nhật để mình có thể lên được cái phiên bản mới nhất. Đó, mình thường xuyên cập nhật phần mềm để đáp ứng được những cái tính năng mới nhá. Còn nếu như mà trường hợp anh chị mình không có nâng cấp lên được phiên bản mới, có thể là cho hết hạn rồi, hoặc là mình không có nhu cầu mình ra thêm để mình nâng cấp, thì có thể là anh chị thực hiện ở trên HTKK. Mình lên HTKK mình lập phụ lục. Đó. Dạ. Thế thì đối với phụ lục giảm thuế, khi mà các anh chị nhìn lướt qua thì mình cũng hình dung được là cái mẫu của mình á, nó có sự khác biệt so với các cái quy định giảm thuế trước đây. Các quy định giảm thuế trước đây ý, thì trên phụ lục giảm thuế này các anh chị chỉ cần kê những hàng hóa dịch vụ bán ra được giảm thuế thôi. Nhưng bây giờ khi mà các anh chị nhìn, anh chị thấy là nó sẽ có 3 mục. Ngoài việc anh chị kê chi tiết các hàng hóa dịch vụ bán ra giảm thuế thì mình còn phải kê những hàng hóa dịch vụ mua vào giảm thuế nữa. Đó. Đúng không ạ? Thế thì ở đây bên em cũng có những cái phần hướng dẫn khá là chi tiết về nội dung này ở trên tài liệu. Thì các anh chị mình có thể xem để mình rõ hơn về cái phần phụ lục giảm thuế này. Để khi mà các anh chị thực hiện thì mình không có bị thiếu sót gì ha. Dạ, thì với mục số 1, mình sẽ kê chi tiết hàng hóa dịch vụ mua vào ở trong kỳ được áp dụng giảm thuế với thuế suất là 8%. Các anh chị thấy là với mục này á thì sẽ dành cho người nộp thuế kê khai theo phương pháp khấu trừ thôi. Còn nếu như ở đây anh chị nào mà đang khai thuế
trực tiếp trên doanh thu thì anh chị sẽ không cần đợi kê mục số 1 này. Như vậy thì phải đảm bảo là hóa đơn lên được bản kê mua vào thì lúc đấy mới xét đến việc là có hàng hóa dịch vụ nào thuế suất 8% hay không để mà kê lên trên phụ lục. Vâng, vì vậy thì những hóa đơn đầu vào các anh chị nên làm ở trên chứng từ mua dịch vụ này, chứng từ mua hàng, và phải có đủ thông tin của số hóa đơn, ngày hóa đơn và nhóm hàng hóa dịch vụ mua vào, chọn nhóm 1, nhóm 2. Dạ. Thì khi mà mình ghi nhận đúng trên loại chứng từ tương ứng cũng như là hóa đơn đủ điều kiện để lên bảng kê mua vào rồi. Đấy, và trong chứng từ, trong hóa đơn có mặt hàng nào thuế suất 8% thì phần mềm sẽ tự động kê vào mục số 1 cho mình. Cái này thì không cần phải làm tay gì hết ha. Mục số 2, khi mà các anh chị xuất hóa đơn của mình cũng đã có đủ các cái thông tin để lấy được lên bảng kê bán ra. Dạ, thì với những hàng hóa dịch vụ bán ra mà được giảm thuế thì mình cũng sẽ thấy là số liệu tự động lấy lên trên mục số 2 cho mình ạ. Và ở đây thì với những hàng hóa dịch vụ mà cùng loại thì các anh chị có thể kê tổng giá trị phát sinh của mặt hàng đó trong kỳ. Còn với mục số 3 thì đây là một cái mục thể hiện chênh lệch tiền thuế giữa mua vào và bán ra ở trong kỳ khi mà áp dụng giảm thuế. Thì với phần số 3 này, phần mềm tự tính toán, chương trình sẽ tự tính toán theo đúng quy định tại nghị định 72. Đó, nên là mục số 3 này, phần mềm tự động tính toán thì các anh chị không cần phải quan tâm mục 3 này đâu. Mình đảm bảo giúp em mục 1, mục 2, các anh chị kê khai đúng và đầy đủ là được ạ. Dạ, thế thì ở đây có nội dung này để mà chia sẻ với các anh chị xem là khi nào thì các anh chị mình cần lập kèm phụ lục giảm thuế và khi nào thì không. Tại vì là cũng có nhiều anh chị mình không biết được là cái kỳ kê khai này các anh chị có cần phải lập kèm với phụ lục giảm thuế hay không. Vâng, thì mình theo dõi giúp em mục này nhé. Dạ, các anh chị xem giúp em. Nếu như mà trường hợp các anh chị lập tờ khai thuế, mình lên tờ khai thuế và anh chị xác định được là trong kỳ này mình có hàng hóa dịch vụ bán ra 8%, mình có hàng hóa dịch vụ mua vào 8%, thì mình sẽ phải làm phụ lục giảm thuế các anh chị nhá. Dạ, thì mục 1, mục 2, các anh chị kê chi tiết và đầy đủ từng hàng hóa dịch vụ mua vào bán ra với thuế suất là 8%. Rồi, tiếp tình huống thứ hai là nếu như mà anh chị có hàng hóa dịch vụ bán ra 8%, các anh chị không có hàng hóa dịch vụ mua vào 8% thì mình cũng vẫn phải làm phụ lục giảm thuế. Đó, nhưng mà mục số 1 mình không có thì mình không kê khai. Còn mục số 2 thì mình kê chi tiết ra từng hàng hóa dịch vụ bán ra thuế suất 8% ạ. Rồi, tiếp tới là trường hợp các anh chị không có hàng hóa dịch vụ bán ra 8%. Và có thể là mình có hoặc là không có hàng hóa dịch vụ mua vào 8%, thì với tình huống này các anh chị không cần phải làm phụ lục giảm thuế, không cần phải kê khai gì cả, không cần phải kê khai gì cả trên cái phụ lục này. Như vậy thì các anh chị xác định được là cái điều kiện để mà lấy được cái điều kiện để mà mình có phải lập cái phụ lục giảm thuế này không ấy, đó là anh chị xác định giúp em là trong kỳ mình có hàng hóa dịch vụ bán ra 8% hay không. Nếu có thì mình mới làm phụ lục giảm thuế, nếu không thì mình không cần làm phụ lục này. Dạ, và phụ lục này thì chỉ để mình kê chi tiết từng hàng hóa dịch vụ có thuế suất 8% thôi. Còn với các mức thuế suất khác không kê vào phụ lục này các anh chị nhá. Rồi, đó thì đấy là cái nội dung mà em chia sẻ với các anh chị về việc lập phụ lục giảm thuế. Ở đây thì em thấy là anh chị có hỏi là trên phụ lục 142 khi mà cất thì hiện lên là tồn tại chỉ tiêu 3 x 8 không bằng 4 là như thế nào? 3 x 8 không bằng 4 là nó đang cảnh báo mục số 1. Mục số 1 nhóm hàng hóa. Mục số 1 là các hàng hóa dịch vụ mua vào trong kỳ áp dụng giảm thuế. Dạ thì đang báo là
cột số 3 này nhân với 8% thì không bằng giá trị bên cột số 4. Có thể là do việc tính toán và làm tròn ở chỗ này thôi. Thì các anh chị kiểm tra giúp em xem là cái phần anh chị lấy cái phần tổng này, các anh chị nhân cho 8% xem có ra đúng bằng cái cột số 4 hay không. Nếu có lệch một chút thì các anh chị mình cũng có thể là trả lại giúp em xem là cái phần lệch này là đang lệch ở mặt hàng nào thì mình có thể chỉnh lại giúp em nha. Có thể là do làm tròn ạ. Rồi em qua tiếp nhá. Thì về cái việc là anh chị lên tờ khai thuế như vậy xong, các anh chị nhấn cất tờ khai và mình sẽ nhấn vào chức năng in. Rồi sau đó thì các anh chị mình có thể là thực hiện chức năng xuất khẩu XML. Và mình có file XML rồi thì các anh chị lên thuế điện tử, các anh chị nộp tờ khai thuế. Đó, thì mình thực hiện theo các thao tác như vậy. Cái này thì chắc là các anh chị mình cũng đã nắm được cái việc anh chị muốn kết xuất file này ra thì mình làm như nào rồi đúng không ạ? Tại vì bên em cũng chia sẻ rất là nhiều các cái nội dung liên quan tới tờ khai thuế. Các anh chị theo dõi thì chắc hẳn là mình cũng quen thuộc với các thao tác này. Ở đây thì khi mà các anh chị đã lập tờ khai thuế, các anh chị nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế rồi, các anh chị khai thuế khấu trừ thì mình sẽ phải làm thêm một bước nữa, đó là anh chị thực hiện khấu trừ thuế. Khấu trừ thuế này á thì sẽ giúp số liệu ở trên sổ cái của mình nó được khớp với dữ liệu của tờ khai. Khi mà các anh chị nhấn vào chức năng khấu trừ thuế, các anh chị chọn tờ đúng kỳ mà các anh chị cần khấu trừ. Nếu mình đang cái khai thuế theo quý thì chức năng khấu trừ này mình cũng thực hiện theo quý. Nếu mình khai theo tháng, chức năng này mình sẽ thực hiện hàng tháng. Rồi, dạ thì khi mà các anh chị lên, số liệu ở phần khấu trừ này sẽ tự động hiển thị các anh chị nhá. Tự lấy số liệu cho mình lên ở cái phần thuế đầu vào và thuế đầu ra. Thuế đầu vào ở đây là thuế đầu vào được khấu trừ nhá, chính là số liệu ở ở cái chỉ tiêu 22 cộng với chỉ tiêu 25 nhá. Dạ thì khi mà có số liệu ở hai cái thông tin này, ở hai cái phần đầu ra đầu vào này thì phần mềm sẽ tự động hạch toán cho các anh chị về phần khấu trừ thuế. Ghi nhận và nợ tài khoản 3331 có tài khoản 133. Dạ, thì thuế nào nhỏ hơn thì sẽ lấy theo số tiền đó. Rồi và số tiền còn lại, số tiền ở chỉ tiêu còn lại thì có thể là sẽ chuyển sang kỳ sau khấu trừ tiếp hoặc là sẽ phải nộp thuế. Đó, nói chung là tùy vào cái dữ liệu thực tế của mình. Như vậy thì nếu như mà trường hợp các anh chị phải nộp thuế thì mình sẽ làm thêm một toán để mà thực hiện hạch toán nộp thuế các anh chị nhá. Mình vào chứng từ phiếu chi hoặc là ủy nhiệm chi hạch toán vào nợ tài khoản 3331 có tài khoản 111 hoặc là 112. Còn nếu như mà mình kỳ này mình không cần phải nộp thuế, mình được khấu trừ chuyển sang kỳ sau thì không cần phải làm thêm bước gì nữa. Các anh chị cứ khấu trừ xong là được ạ. Tài liệu thì cuối giờ bên em sẽ gửi lại nhá và nó sẽ có đủ các cái thông tin mà em chia sẻ trong buổi sáng ngày hôm nay cho các anh chị ạ. Nên là nếu như mà trường hợp có nội dung nào các anh chị chưa xem được, mình có thể xem lại video ạ. Anh chị mà cần chụp lại cái bảng này em mở lại đây, cái chị Hằng mình chụp lại nhá. Dạ em thấy là chị Trâm hỏi là nếu phụ lục 142 khai sai thì phải làm tờ khai bổ sung như thế nào? Do mình kê thừa một mặt hàng không tính thuế đầu ra, thành có chịu thuế nên bị sai chỉ tiêu 33. Cái này thì mình sẽ lập tờ khai bổ sung và mình sẽ tự gõ lại số liệu trên phụ lục giảm thuế và trên các chỉ tiêu đang bị sai. Ở đây thì em không có chia sẻ cụ thể về cái trường hợp như của mình.
Nhưng mà mình cũng hình dung giúp em cái thao tác mình lập tờ khai thì có gì xíu nữa sang phần sau em sẽ chia sẻ thì mình sẽ làm tương tự nhá. Em hướng dẫn về chỗ kê khai hóa đơn đầu ra, đầu vào thay thế điều chỉnh ấy, thì mình cũng sẽ có hướng dẫn về cái cách để mà mình sửa thông tin ở trên tờ khai bổ sung như thế nào. Đó, và khi mà đã xác định là mình phải làm tờ khai bổ sung thì mình sẽ tự tự xác định xem là số mình cần kê khai đúng là bao nhiêu và mình sẽ kê khai lại đúng cái số đấy. Và phụ lục sai thì cũng gõ lại phụ lục để cho đúng. Dạ anh chị hỏi là đầu vào lớn hơn đầu ra thì số chênh lệch thuế đó mình chuyển sang kỳ sau. Còn đầu vào nhỏ hơn đầu ra thì số chênh lệch mình nộp thuế ạ. Dạ đúng rồi đấy ạ. Nhưng mà phải làm cái thao tác khấu trừ thuế này trước đã nhá, xong rồi mình mới xử lý các bước tiếp theo ạ. Đầu vào lớn hơn đầu ra thì số mà chênh lệch số còn lại sau khi đã khấu trừ sẽ được chuyển sang kỳ sau khấu trừ tiếp. Còn nếu như mà đầu vào mà nhỏ hơn đầu ra thì khấu trừ xong mình xác định được là mình phải nộp thuế bao nhiêu thì mình sẽ làm bước toán nộp thuế. Chị Diệu bảo là trên bảng kê mua vào quý này hiện lên cả những hóa đơn của năm 2023. Cái này thì bên em có một tài liệu hướng dẫn. Em nhờ Trang tìm tài liệu này và gửi cho chị Diệu vào phần trò chuyện nhé. Thì có thể là do mình chưa có lập tờ khai thuế của năm 2023 trên dữ liệu. Hoặc là cũng có thể là do mình có những cái thao tác mình chỉnh sửa lại những cái tờ khai của năm 2023 trước đó mình đã lập. Đấy nên là dẫn tới là có thể hóa đơn đấy nó đang không được ghi nhận trên tờ khai của năm 2023 nữa. Không được ghi nhận trên tờ khai thuế của năm 2023 nữa hoặc là đang chưa được lên tờ khai thuế của năm 2023. Đấy thì mình sẽ cần phải xem và xử lý những cái phần này để mà hóa đơn đó nó lên được đúng kỳ thì sẽ không bị sang kỳ sau nữa anh chị nhá. Tại vì nguyên tắc phần mềm thì đang thiết lập là với hóa đơn đầu vào nếu chưa được lên vào kỳ hiện tại thì sẽ bị kê sang kỳ sau. Thì bên em có cái hướng dẫn để gửi cho mình thì anh chị mình có thể xem ạ. Dạ thì về cái nội dung đầu tiên thì em đã trao đổi để các anh chị có thể hình dung qua về cách anh chị lên tờ khai thuế cũng như là khấu trừ thuế, nói chung là những thao tác cơ bản để mà các anh chị thực hiện. Còn nếu như mà trường hợp mình đã nộp tờ khai rồi nhá, mình đã nộp tờ khai đến cơ quan thuế rồi và sau đấy các anh chị phát hiện là số liệu ở trên tờ khai mình kê khai chưa đúng, có thể là do mình sót hóa đơn hay là mình đang kê khai sai thông tin hoặc là mình có những cái thao tác mình xử lý sai sót thì mình sẽ cần phải tiến hành lập tờ khai bổ sung cho cái kỳ kê khai đó để mình điều chỉnh lại số liệu. Nói chung là kỳ nào sai thì mình mới cần phải làm tờ khai bổ sung, kỳ nào không sai không cần lập tờ khai bổ sung đâu các anh chị nhé. Dạ và thao tác anh chị lập tờ khai bổ sung thì cũng giống như là thao tác anh chị lên tờ khai thuế lần đầu thôi, anh chị cũng vào thực hiện thao tác là thêm tờ khai thuế giá trị gia tăng khấu trừ theo thông tư 80, chọn đúng cái kỳ mà mình đã có tờ khai thuế lần đầu ở trên dữ liệu ấy thì phần mềm sẽ tự hiểu đó là tờ khai bổ sung ạ. Trên tờ khai bổ sung này các anh chị có thể kèm với phụ lục giảm thuế đó, tích kèm với phụ lục giảm thuế rồi, và mình sẽ tự xác định xem là số liệu mình cần phải kê khai lại trên các chỉ tiêu thuế là bao nhiêu và mình sẽ gõ số đúng vào. Ví dụ như trước đấy thuế đầu ra mình đang kê khai là 50 triệu nhưng mà mình phát hiện ra là mình khai thiếu hóa đơn đầu ra thì bây giờ mình phải ghi nhận lại, sửa lại số liệu. Thì ở chỉ tiêu thuế, ở chỉ tiêu 32 mình phải tăng thêm 10 triệu thì anh chị gõ số tiền là 60 triệu vào. Đấy rồi các cái chỉ tiêu nào mà sai thì mình cũng sẽ kiểm tra và mình gõ đúng cái số mà mình cần phải kê khai cho cái kỳ này. Dạ. Rồi sau khi mà mình gõ lại số liệu trên các chỉ tiêu thuế này rồi thì mình cũng kiểm tra giúp em bên cái phần phụ lục giảm thuế mình có cần phải điều chỉnh gì không nhá. Thì nếu như mà trường hợp những cái gì mà nó có liên quan tới việc giảm thuế ấy, ví dụ như là mình đang thiếu hóa đơn 8% hay là do mình lúc trước mình đang kê khai sai thuế suất. Dạ, hay là khi mà mình xử lý sai sót liên quan đến những cái hóa đơn giảm thuế 8% như vậy thì nó sẽ có ảnh hưởng tới cái phụ lục giảm thuế trước đấy mà các anh chị đã kê khai.
Dạ thì bây giờ lên tờ khai bổ sung, anh chị mình cũng xác định xem là trên cái phụ lục giảm thuế của mình phải gõ lại số liệu như thế nào cho đúng, thì mình tự qua bên phụ lục giảm thuế mình gõ lại các anh chị nhá. Và khi mình gõ lại số liệu như vậy xong ấy, thì các anh chị sẽ nhấn vào chức năng tổng hợp khai bổ sung ở đây. Khi mà nhấn vào tổng hợp khai bổ sung thì cái sự thay đổi ở trên cái tờ khai bổ sung này sẽ được thể hiện bên bản giải trình khai bổ sung cho các anh chị. Dạ, bản giải trình này sẽ nhìn vào nhé, là các anh chị sẽ biết là mình đang điều chỉnh số liệu tại chỉ tiêu nào, điều chỉnh bao nhiêu. Đó, số mình đã kê khai trước đấy là bao nhiêu và số bây giờ hiện tại mình đang điều chỉnh là bao nhiêu. Nó sẽ thể hiện lên chi tiết như vậy cho mình. Dạ, nếu như mà có điều chỉnh về phụ lục giảm thuế thì phần mềm cũng sẽ lên cho các anh chị biết là anh chị đang chỉnh sửa thông tin giá trị cho mặt hàng nào từ bao nhiêu thành bao nhiêu, nó sẽ lên chi tiết trên cái bản giải trình này. Rồi thì em cũng có thể là thêm một cái tờ khai bổ sung cho quý 3 để mà các anh chị có thể hình dung về cái chỗ này nhá. Đó, ví dụ như là do em thiếu cái giá trị của hóa đơn đầu ra đi. Hóa đơn này liên quan tới 8% đi chẳng hạn, em ví dụ như thế. Rồi, thế thì bây giờ em cho ví dụ là chỉ tiêu 32 của em phải tăng thêm 10 triệu và chỉ tiêu 33 thì sẽ tăng thêm 800 ngàn. À em xin lỗi, à, 10 triệu, à đúng rồi, 800 ngàn. Dạ thế thì bây giờ em sẽ gõ cộng thêm giá trị vào đây nhá, 25. Khi mà các anh chị mình gõ lại như này xong này, đó thì nó giá trị ở đây là giá trị đúng mà mình cần kê khai rồi đúng không ạ? Sau đấy qua tiếp bên phụ lục giảm thuế, tại vì cái này là em có điều chỉnh liên quan tới cái hóa đơn. Tại vì là do em thiếu cái hóa đơn 8% nên là nó sẽ có tác động tới cái phụ lục giảm thuế của mình nữa. Dạ thế thì em ví dụ như là giá trị đó em cần phải chỉnh sửa lại. Đó, tăng cái phần doanh thu chưa thuế ấy. Đây là 10 triệu. Nếu mà nó là một cái mặt hàng mà chưa có trên phụ lục này thì mình sẽ nhấn chuột phải mình thêm dòng. Còn nếu nó là cái mặt hàng nào đó mà đã được kê lên trên phụ lục rồi thì mình cộng thêm giá trị vào. Đó. Số liệu ở chỉ tiêu ở cột số 6 là phần mềm tự tính nhá. Cái này thì mình không cần phải gõ đâu. Mình cứ gõ lại đúng cái giá trị chưa thuế ở đây này là tự tính được cho mình cái phần tiền thuế được giảm. Rồi, nhấn vào tổng hợp khai bổ sung. Anh chị thấy là bên bản giải trình khai bổ sung này, dạ, nó sẽ lên được cho các anh chị là mình đang điều chỉnh chỉ tiêu nào. Đó, em vừa gõ tăng chỉ tiêu 32 và 33 lên số tiền tương ứng ở đây. Dạ, rồi bên phụ lục giảm thuế này, các anh chị thấy là em đang điều chỉnh tăng cái giá trị cho mặt hàng áo sơ mi nam lên. Đó, thì đấy là cái cách mình khai bổ sung. Mình sẽ cần phải xác định xem là mặt hàng nào có sai trên phụ lục mình sẽ gõ lại, hay là chỉ tiêu nào sai ở trên tờ khai thuế thì mình cũng sẽ tự gõ tay lại cho đúng. Dạ đó, thực hiện xong thì các anh chị nhấn cất. À cái này thì em có thêm một cái lưu ý nữa, khi mà các anh chị nhấn cất tờ khai bổ sung ấy, phần mềm sẽ báo nếu như mà anh chị đang để trống cái phần mã giao dịch điện tử. Cái này anh chị nhấn qua bên tờ khai bổ sung mẫu 01KHBS ở đây này, thì các anh chị sẽ thấy nó có mục số 2 là mã giao dịch điện tử. Thì cái này nó chính là mã giao dịch điện tử của tờ khai lần đầu. Dạ em đang khai bổ sung cho quý 3 thì cái mã này nó sẽ là mã giao dịch điện tử của tờ khai lần đầu quý 3 năm 2024. Anh chị khai bổ sung nhiều lần thì cái mã này nó cũng vẫn sẽ là cái mã của tờ khai lần đầu anh chị nhé. Rồi, đó thì mình sẽ nhấn cất tờ khai. Và mình có thể kết xuất tờ khai ra để mình nộp. Và chỗ này thì có một cái lưu ý thì em cũng sẵn đây thì em cũng chia sẻ luôn. Đó là nhiều anh chị sẽ nghĩ là khi mình phải lập tờ khai bổ sung thì mình sẽ phải kê vào số liệu và chỉ tiêu 37, 38.
đúng không ạ? Thế nhưng mà không phải là trường hợp nào khai bổ sung các anh chị cũng cần phải điền số liệu vào 3738. Đó, thì chỗ này ấy, các anh chị phải xem giúp em chỉ tiêu 3738 nó thể hiện cái gì đã, nó có ý nghĩa như thế nào đã. Để thì mình mới xác định được là khi nào mình cần kê vào. Dạ, thì chỉ tiêu 3738 nó chính là chỉ tiêu điều chỉnh tăng giảm thuế giá trị tăng còn được khấu trừ của các kỳ trước. Rồi cái này là liên quan tới thuế được khấu trừ, có nghĩa là đầu vào đúng không ạ? Dạ, thế nên là bây giờ thì các anh chị xác định giúp em. Mình sẽ có một cái nguyên tắc để mình xác định xem là mình có cần phải kê vào 3738 hay không nhé. Thì ví dụ như là anh chị đang lập tờ khai bổ sung cho cái kỳ này, dẫn tới là làm tăng hoặc là giảm số thuế phải nộp. Đó, thì cái này nó liên quan tới thuế đầu ra đúng không ạ? Thì anh chị xác định xem là bây giờ thì mình phải nộp thêm tiền thuế hay là mình đã nộp thừa. Nếu mà phải nộp thêm thì các anh chị sẽ hạch toán nộp thêm và tiền chậm nộp nếu có. Còn nếu như mà do anh chị đã nộp thừa thì cái số mình nộp thừa đấy có thể được bù trừ sang kỳ sau. Và tình huống này không điều chỉnh gì trên chỉ tiêu 3738 hết các anh chị nhá. Tại vì nó liên quan tới thuế đầu ra thôi, không liên quan tới đầu vào được khấu trừ. Nên là mình không có ghi số liệu vào chỉ tiêu này. Dạ. Còn nếu như mà khi anh chị lập tờ khai bổ sung mà dẫn tới là mình bị tăng hoặc là giảm số thuế được khấu trừ chuyển kỳ sau. Nói chung là nhìn trên tờ khai bổ sung ấy, anh chị có thể thấy là chỉ tiêu 43 của mình nó có sự thay đổi. Hoặc là rõ hơn, rõ nhất là nhìn trên bản giải trình khai bổ sung. Thì mình sẽ nhìn coi là chỉ tiêu nào của mình đang thay đổi. Thì như dữ liệu của em ở đây này, là chỉ tiêu 43 của anh đang bị giảm. Đó, có nghĩa là thuế được khấu trừ chuyển kỳ sau. Lúc trước là 366 triệu 885 ngàn 813 đồng. Nhưng mà sau khi em điều chỉnh giảm 800 ngàn, đó thì số tiền em ghi nhận nó là theo cái số này này. Đã giảm 800 ngàn ha. Như vậy thì ở đây khi mà anh khai bổ sung mà làm giảm hoặc là làm tăng số thuế được khấu trừ chuyển kỳ sau. Rồi, thì khi mà em lên tờ khai cho kỳ hiện tại thì em sẽ kê số tiền này vào chỉ tiêu 37 hoặc là 38. Chỗ này các anh chị lưu ý giùm em nhé. Khi mình khai bổ sung ấy, chỉ tiêu 43 của mình bị thay đổi thì mình không có sửa lại cái chỉ tiêu 22 của tờ khai kỳ sau bằng cái số 43 trên tờ khai bổ sung nha. Tại vì là chỉ tiêu 22 trên tờ khai ấy, lúc nào nó cũng phải bằng với chỉ tiêu 43 trên tờ khai lần đầu của kỳ trước liền kề. Chứ nó không lấy số liệu trên chỉ tiêu 43 của tờ khai bổ sung các anh chị nhá. Rồi, chia sẻ nhanh với các anh chị một chút như vậy để mình có thể hình dung được về việc anh chị lên tờ khai bổ sung như nào. Mình cũng kết xuất ra file XML và mình lên thuế điện tử mình nộp như bình thường. Thao tác tương tự giống như là anh chị nộp trên tờ khai lần đầu đó. Rồi em nhắc lại cái chỗ chỉ tiêu 3738 một chút. Thì các anh chị mình lưu ý giúp em chỗ này. Nếu các anh chị lập tờ khai bổ sung mà dẫn tới là tăng giảm chỉ tiêu 43, chỉ tiêu thuế được khấu trừ chuyển kỳ sau thì mình sẽ phải kê cái số chênh lệch đó vào chỉ tiêu 3738 của kỳ kê khai thuế hiện tại. Còn nếu như mình khai bổ sung mà dẫn tới nó làm tăng giảm số thuế anh chị phải nộp, có nghĩa là chỉ tiêu 40 của mình có tăng giảm ấy thì mình không cần phải kê vào 3738 các anh chị nhá. Mình phải nộp thêm tiền thuế thì anh chị hạch toán mỗi toán nộp thêm tiền thuế và tiền chậm nộp nếu có. Còn nếu như mà anh chị nộp thừa thì số thuế thừa đó thì mình sẽ bù trừ sang kỳ sau. Dạ, thì đấy là cái cách để mình xác định ạ. Dạ, hiện tại thì với phần mềm Mixa SME thì bên em chưa có lập kèm bảng kê mua vào, bảng kê bán ra với tờ khai bổ sung. Nên là cái chỗ này thì các anh chị hoàn toàn mình phải gõ tay trên tờ khai bổ sung ạ. Còn nếu như mà mình đã sử dụng sản phẩm Amix kế toán của bên em thì hiện tại là trên Amix đã đáp ứng cái yêu cầu này.
Trên Amid thì các anh chị mình có thể lập kèm bảng kê mua vào, bảng kê bán ra với tờ khai bổ sung thì nó sẽ dễ dàng cho việc anh chị theo dõi các cái hóa đơn mình cần phải kê khai cho kỳ khai bổ sung ạ. Nên là về SME thì cái này mình sẽ ghi nhận lại anh chị nhé, còn hiện tại thì trên phần mình chưa đáp ứng được ạ. Dạ, thì về nội dung đó em đã chia sẻ xong rồi. Nếu có phần nào anh chị bỏ lỡ, mình vui lòng xem lại video giúp em nha. Video thì Misa sẽ gửi thông tin, gửi cho các anh chị mở đường link để mà các anh chị có thể xem lại các video đó của bên em ạ. Dạ, thì như vậy em cũng đã chia sẻ với các anh chị xong về việc anh chị lập tờ khai thuế lần đầu, tờ khai thuế bổ sung, cũng như là cách anh chị thực hiện thao tác khấu trừ thuế và chi tiết về việc anh chị khai số liệu trên phụ lục giảm thuế. Thì thực ra phụ lục giảm thuế, cái cách mà số liệu lấy lên ấy cũng giống như trước đây thôi, nhưng mà do là trên phụ lục nghị quyết 142 này nó sẽ có thêm một phần, có thêm hai cái phần nữa. Nhưng mà cụ thể ở đây là nó có thêm cái phần mà thể hiện những hàng hóa dịch vụ đầu vào 8%. Nên là nhiều anh chị thắc mắc về cái chỗ này. Đó, nhưng mà phần mềm sẽ tự động lấy số liệu lên cho mình khi mà các anh chị làm đúng trên loại chứng từ mà các anh chị cần ghi nhận. Đầu vào thì làm ở trên chứng từ mua hàng, chứng từ mua dịch vụ, chọn thuế suất 8% thì hàng hóa dịch vụ đó sẽ tự lên mục 1. Dạ, còn khi bán ra, các anh chị ghi nhận thuế suất 8% thì hàng hóa và dịch vụ đấy sẽ được tự động kê lên mục số 2 trên phụ lục giảm thuế. À, và trên phụ lục ấy, các anh chị có thể nhấn vào xem chi tiết để mình biết được là danh sách những cái hóa đơn đầu ra đầu vào 8% của mình là gồm những hóa đơn gì, và xem là giá trị phần mềm lấy lên trên phụ lục thì đã đúng, đã đầy đủ anh chưa anh chị nhá. Dạ, anh chị hỏi là khi mình nộp tờ khai lần đầu hay tờ khai bổ sung thì chỉ nộp mỗi tờ khai với phụ lục 142 chứ không nộp bảng kê mua vào bán ra đúng không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Cái này lúc nãy em chia sẻ về cách lập tờ khai lần đầu em cũng có trao đổi với các anh chị rồi. Mình không có nộp bảng kê mua vào bán ra. Các anh chị nhá, cái bảng kê mua vào bán ra đó anh chị lập kèm với tờ khai trên phần mềm để phục vụ cho việc lấy số liệu lên trên tờ khai, cũng như là tiện cho việc anh chị kiểm tra xem là hóa đơn đầu ra đầu vào nó có lấy đủ lên trên cái tờ khai thuế của mình hay không. Đó, chứ khi mình kết xuất ra mình nộp mình không cần phải kèm với hai cái bảng kê đó đâu ạ. Ở đây thì em thấy là có chị admin 76 mình có hỏi là mình không bị nợ thuế nhưng trên sổ sách thì bị nợ. Thì bây giờ mình làm bút toán xử lý thuế giá trị tăng đầu ra nộp thừa cho khớp với số của bên thuế được không? Cái này thì sổ sách của mình đang không khớp với thực tế thì chị rà soát lại xem là các cái bút toán mà mình ghi nhận ở trên dữ liệu của nó đã chính xác hay chưa nhé chị. Nếu như mà trường hợp nó đang bị bên có của tài khoản 333 như kiểu là mình đang còn nợ thuế mình chưa nộp hết ấy, thì cái này mình xem lại giúp em xem là do có cái thao tác nào đó mà mình thực hiện ở trong kỳ nó đang bị sai sót, thiếu sót hay không. Có thể là do mình đang khấu trừ chưa đúng, hay là do là cái bút toán nộp thuế có thể là mình đang ghi nhận cái số tiền nó đang bị nhầm lẫn ở đâu đấy, thì mình xem lại giúp em. Còn nếu như mà bây giờ mình chỉ muốn xử lý làm sao để mà nó không có số dư ở bên có của 333 nữa thì mình cũng có thể là làm những cái bút toán để mình điều chỉnh cái phần này để cái số liệu ở trên số cái của mình nó được khớp với thực tế. Thì mình có thể làm những cái bút toán như thế để mình điều chỉnh, nhưng mà theo em tốt nhất thì mình cũng cần phải nên rà soát lại xem là trong kỳ của mình khi mình hạch toán ấy, cái việc của mình kê khai và cái việc mình hạch toán sổ sách trên sổ cái là hai việc anh chị làm, nó sẽ có sự liên kết nhưng nó cũng độc lập các anh chị nhá. Tại vì là lên số liệu ở bảng kê mua vào và bán ra khi anh chị kê khai thuế thì nó không xét tới việc là mình có hạch toán đúng vào tài khoản thuế hay không.
Nó chỉ cần khi mà hóa đơn của mình có thông tin số hóa đơn, ngày hóa đơn, có thuế suất ở trị tăng và có nhóm hàng hóa dịch vụ mua vào số 1, số 2 là đã đủ điều kiện để lên tờ khai thuế rồi. Còn về cái việc hạch toán thì anh chị phải đảm bảo hạch toán cho đúng. Đầu ra thì đưa vào 333, còn đầu vào thì hạch toán vào 133. Thì cái việc hạch toán là mình phải tự hạch toán đúng. Và khi mà các anh chị làm việc ấy, thì mình cũng có cái chức năng để mình đối chiếu xem là số liệu giữa tờ khai thuế của mình và số liệu trên số cái của mình nó có khớp nhau hay không. Thì thường thường thì nó phải khớp nhau thì nó mới ok đúng không ạ? Nên là nếu mà có những cái sự nhầm lẫn gì thì các anh chị mình sẽ cần phải rà soát lại xem là có sai sót ở cái bước nào hay không. Thiếu cái phần hạch toán nào, nhầm lẫn ở phần hạch toán nào, hay là chưa làm bút toán khấu trừ, hoặc là khấu trừ chưa đúng, hay là nộp thuế chưa đủ số tiền. Đấy, thì những cái phần đấy các anh chị mình cần rà soát lại giúp em nhé. Và sáng ngày mai, sáng thứ sáu bên em cũng có nội dung hướng dẫn về đối chiếu giữa tờ khai thuế và số cái thì các anh chị có thể theo dõi. Dạ. Vâng, thế thì về cái phần đầu tiên này em cũng đã trao đổi với mình về các vấn đề mà các anh chị vướng mắc xoay quanh nội dung đó về việc kê khai. Thì với phần thứ hai em sẽ chia sẻ mình về cách mình kê khai đối với hóa đơn thay thế điều chỉnh. Thì trước khi vào nội dung này, em xin phép làm giải lao trong vòng ít phút. Và trong thời gian em nghỉ giải lao thì em gửi tới các anh chị một link khảo sát của chương trình. Nếu như mà trường hợp các anh chị có góp ý hay là các anh chị mình có những cái chủ đề mà mong muốn là Misa tổ chức ở trong thời gian tới thì cái này mình cũng có thể là ghi nhận giúp em trên link khảo sát em gửi ở phần trò chuyện các anh chị nhé. Vâng ạ, em cảm ơn những góp ý từ các anh chị ạ. Dạ rồi, thế thì em sẽ gặp lại các anh chị mình sau ít phút nữa ạ. Em chào các anh chị ạ. Thuyền vượt sóng cả trên những hành trình tạp quá từng bàn tay khối óc kiên trì gây dựng tầm vóc người Misa là phần mềm phổ biến nhất tự hào nâng cao năng suất cho sức mạnh phụng sự lan tỏa từ những con người nhiệt huyết đầy tinh hoa. MISA đó tựa như chiến binh đoàn kết, MISA đó với biết bao khó khăn trở ngại ta quên hết, MISA đó luôn luôn lắng nghe sẵn sàng, và MISA đó mãi tự hào về giá trị mà ta mang. Từng bước đôi chân kiên định, hành trang mang theo sự tận tình, ngày từng ngày nâng cao tiện ích tin cậy, tự hào những giá trị mà ta xây. Dù có gian nan đang chờ, hành trình ta viết tiếp giấc mơ, luôn phụng sự hăng say, luôn xả thân đoàn kết sáng tạo để một ngày mai vươn ra thế giới như cánh chim vút trên bầu trời. Cùng nhau ta đi không chút nghĩ suy, vươn cao đôi bàn tay khơi nguồn ánh sáng cháy trong tim này, và hành trình đầy tự hào người đi xa tiến nối những khát khao với sứ mệnh thiêng liêng phía trước, nâng đôi chân ta vững bước để một ngày mai vươn ra thế giới như cánh chim vút trên bầu trời. Tự hào người Mỹ xa bao tâm huyết, cống hiến cho đời phần mềm trí tuệ người Việt Nam, vươn ra biển lớn dấu núi cao sông sâu.
chẳng ngại, đồng lòng chung sức với niềm tin bay cao qua những con người làm rạng rỡ sứ mệnh tự hào. NISA. 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 Trái tim luôn tươi cười, vun đắp xã hội ngày mai sáng ngời.